Chào các bạn, tôi là tiến sĩ Phan Phương Nam. Đây là chương trình tư vấn pháp luật của báo Tuổi Trẻ. Chúng tôi cũng có một những câu hỏi của bạn Huy Tố. Bạn hỏi như sau: gia đình tôi vừa được đền bù giải phóng mặt bằng để làm đường ở tỉnh Vĩnh Long, và số tiền chúng tôi nhận được ở đây theo quy định của pháp luật, xin thưa luật sư là có phải nộp thuế hay không? Vì nghe người thân bảo rằng số tiền lớn như vậy thì phải đóng thuế.